Người đàn ông đang yêu bạn có lẽ sẽ không gọi điện cho bạn nửa tiếng một lần và cập nhật cho bạn xem anh ta yêu bạn nhiều hơn mức nào vào lúc 5 giờ chiều so với lúc 5 giờ chiều. Anh ta sẽ không hề vuốt ve tóc bạn và lau trán bạn bằng khăn lạnh trong khi bạn uống từng ngụm trà nóng và nghỉ ngơi cho khỏe. Dẫu vậy, tình yêu của anh ta vẫn là tình yêu. Nó chỉ khác với tình yêu mà phụ nữ trao tặng và trong nhiều trường hợp mong muốn. Tôi cho rằng nếu các bạn có thể nhận ra một cách chính xác một người đàn ông yêu thế nào, các bạn có thể thấy rằng người đàn ông đứng trước mặt bạn thực sự đang trao cho bạn những điều tốt đẹp nhất hoặc còn hơn thế. Làm thế nào để bạn biết khi nào thì một người đàn ông yêu bạn? Đơn giản, anh ta sẽ làm từng điều trong 3 điều gì đây? Đó chính là một trích đoạn nhỏ trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. Mình đã tậu được em này ở nhà New Shop và khi mình đọc cuốn sách này mình đã nhận ra được một điều. Điều đàn ông thực sự nghĩ về tình yêu, mối quan hệ, sự gần gũi và cam kết. Vậy thì bạn hãy thử đọc cuốn sách này nhé. Chắc chắn bạn sẽ tìm ra được một chân lý mới đấy.